Ở Việt Nam hiện nay đã phát hiện được khoảng 140 loài rắn khác nhau, trong đó 37 loài là có độc. Vậy top 10 loài rắn độc nhất ở Việt Nam gồm những loài nào và nọc độc của chúng nguy hiểm ra sao, xét về rắn có nọc độc mạnh nhất ta dựa theo chỉ số LD50. Chỉ số LD50 là đơn vị tính là mg chất độc trên kg trọng lượng chuột. Chỉ số này chính là lượng chất độc gây chết 50% số cá thể chuột trong thí nghiệm. LD50 càng thấp thì độ độc càng cao. Sau đây là bảng xếp hạng các loài rắn có nọc độc, độc mạnh nhất Việt Nam. Rắn lục đuôi đỏ là một loài rắn lục đặc hữu ở khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Loài này có chiều dài tối đa từ 0,6 đến 0,8 mét, phần trên của đầu và thân màu xanh lá, hai bên đầu phần dưới mắt có màu vàng, trắng hoặc xanh nhạt. Nọc độc của rắn lục đuôi đỏ chứa đặc tính gây rối loạn đông máu, có khả năng gây tử vong cao với chỉ số LD50 khoảng 100mg trên kg. Tốt chính là rắn cạp nông. Rắn cạp nông hay còn được gọi là rắn đen vàng, rắn mái gầm. Loài này khá phổ biến ở cả vùng đồng bằng, trung du và miền núi nước ta. Nọc độc của rắn cạp nông khá mạnh, có chỉ số LD50 là 2,4mg cho 1kg trọng lượng cá thể. Chất độc tấn công chủ yếu vào hệ thần kinh với các biểu hiện lâm sàng bao gồm nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy, chóng mặt và nếu không được điều trị có thể gây tử vong do suy hô hấp. Xếp thứ 8 trong danh sách top 10 loài rắn độc nhất ở Việt Nam là rắn chàm quạp hay còn gọi là rắn khô một. Là loài rắn lục đặc hữu ở Đông Nam Á, chúng thường thích sống ở khu vực rừng ven biển, bụi tre, vườn cây nông nghiệp, vườn cây ăn trái hay các khu rừng chỉ số LD50 là 2.1mg trên kg cá thể. Chúng nổi tiếng vì sự nóng tính và khả năng tấn công nhanh chóng. Rắn chàm quạp chịu trách nhiệm cho 700 trường hợp bị rắn cắn hàng năm ở miền Bắc Malaysia. Các nạn nhân thường bị những di chứng như rối loạn chức năng, hoại tử cục bộ và phải cắt bỏ một số bộ phận. Xếp thứ bảy trong danh sách là hổ mang chúa cũng là loài rắn độc dài nhất trên thế giới hiện nay với chiều dài trưởng thành từ 3 đến 4 mét nổi tiếng bởi sự hung hăng nhưng thực chất loài rắn này thường tìm cách tránh đối đầu với con người. Nọc độc của rắn hổ mang chúa chủ yếu là độc tố thần kinh với chỉ số LD50 là 1. 7mg trên kg và lượng nọc trung bình của chúng lên tới 420mg, vết cắn của hổ mang chúa thậm chí có thể gây tử vong chỉ trong vòng 30 phút. Xếp thứ 6 trong danh sách là hổ mang sim, hổ mang sim hay còn gọi là hổ mang đông dương, hổ mang đen trắng, là loài rắn được tìm thấy ở vùng đồng bằng, đồi núi ở khu vực Nam Trung Bộ và phía Nam nước ta. Hổ mang sim chủ yếu hoạt động về đêm và có tính khí thay đổi khá thất thường theo thời gian. Nọc độc của chúng có chỉ số LD50 là 1.07mg trên kg với thành phần chủ yếu là độc tố thần kinh, độc tố tim mạch và một số hoạt chất phân giải. Điều này dẫn đến nguyên nhân tử vong chính sau khi bị cắn là tê liệt và suy hô hấp. Bên cạnh đó, hổ mang sim thường phun nọc độc vào mặt hoặc mắt nạn nhân và có thể gây mù tạm thời hoặc thậm chí là vĩnh viễn